quyển sách này dành cho tất cả các bạn đang quan tâm đến sức khỏe của mình nói chung. Và mình cực kỳ highly recommend quyển này cho các mẹ bầu, những người sẽ ý thức được, biết được tầm quan trọng của giấc ngủ đã tác động vào hai mẹ con mình như thế nào. Các bậc phụ huynh đang có ý định là tước đi giấc ngủ của con em mình vì nghĩ chúng không quan trọng, và các học sinh sinh viên đang chuẩn bị dự thi một cái cuộc thi quan trọng nào đó và có ý định là hy sinh giấc ngủ của mình để học bài. Các nhiều doanh nghiệp, những người làm trong bộ phận là human resources đang cố kiếm giá trị thặng dư từ giấc ngủ của các nhân viên của mình, và các vị bác sĩ đang nắm trong tay hàng triệu sinh mạng và có thể sơ sót bất cứ lúc nào chỉ vì thiếu ngủ gây ra. Nói riêng, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Chúng ta thường nghĩ gì về giấc ngủ nè? Thường sẽ không là gì hết phải không? Ta thường nghĩ nhiều về lúc ta thức dậy, nhưng mà những người trẻ bằng mình á, hầu á chẳng ai thực sự nghĩ về giấc ngủ cả, phải không? Đó cũng là cái lý do mà hôm nay mình muốn review với tất cả mọi người cuốn sách mang tên Sao Chúng Ta Lại Ngủ của tác giả Matthew Walker. Trước khi đi tiếp với video của mình thì sẽ là như thường lệ là sẽ không liên quan nhưng cũng cực liên quan luôn. Đó là nếu mà các bạn cảm thấy thích video của mình á thì đừng quên hãy like, share, nhất là đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nha. Cái này thì mình không có ép, vì mình ép cũng ép không có được. Mình chỉ nhắc sợ trường hợp mọi người quên đó. Cảm nhận đầu tiên của mình về quyển sách đó là bình thường, không có gì để là ấn tượng cho mình cả. Không biết có đúng là rơi vào dụng ý thật sự của tác giả không á. Khi mà lướt vào cái bìa sách á thì mình cảm thấy là không có gì thu hút được mình ấy, thậm chí là có phần buồn ngủ nữa. Nhưng mà một lần nữa, cái câu "Don't judge a book by its cover" lại đúng không bao giờ hết. Là đừng đánh giá một quyển sách qua hình thức bề ngoài. Thông thường á, khi mà đọc một quyển sách bất kỳ nào đó á, mình thường sẽ đọc hết tất cả những gì ghi trong sách, bao gồm cả tiểu sử tác giả nè, rồi những cái cảm nhận của những người đọc trước nè, rồi những cái nguồn trích dẫn nè. Có một điều á, là mình ấn tượng ở tác giả lần này á, đó là ông có thú nhận á, là trong quá trình đọc sách, nếu mà lỡ người đọc cảm thấy buồn ngủ, ngủ thiếp đi trong quá trình đọc á, thì ông sẽ lấy đó làm niềm vinh dự và hài lòng, chứ không buồn phiền gì hết á. Miêu tả đôi nét về quyển sách ha, thì mình cũng không biết nói sao nữa. Tóm lại là nó vậy. Và theo mình á, thì trong sách có khá nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Vì phần lớn quyển sách á, sẽ nói về tác động của giấc ngủ đối với bộ não của chúng ta. Nhưng mà mình thấy á, chỉ cần bạn tập trung đọc nè, rồi note lại những cái từ chuyên ngành và ghi vào một cái trang sách bất kỳ nào đó, thì mình tin là bạn có thể hiểu được. Và mình cảm thấy cái điều đó là cần thiết cho một cái quyển sách khoa học như vậy. Điều mình thích ở một cái quyển sách như vậy là mỗi lần tác giả tuyên bố một cái lập luận nào đó thì sẽ luôn đính kèm một cái nguồn trích dẫn, một cái nguồn dẫn chứng. Đúng như cái kiểu mà sinh viên tụi mình khi mà lên đại học được yêu cầu là khi mà tuyên bố một cái lập luận nào đó thì phải luôn có nguồn trích dẫn đi theo vậy đó. Quyển sách này dành cho tất cả các bạn đang quan tâm đến sức khỏe của mình nói chung. Và mình cực kỳ highly recommend quyển này cho các mẹ bầu, những người sẽ ý thức được, biết được tầm quan trọng của giấc ngủ đã tác động vào hai mẹ con mình như thế nào. Các bậc phụ huynh đang có ý định là tước đi giấc ngủ của con em mình vì nghĩ chúng không quan trọng. Và các học sinh sinh viên đang chuẩn bị dự thi một cái cuộc thi quan trọng nào đó và có ý định là hy sinh giấc ngủ của mình để học bài. Các nhiều doanh nghiệp, những người làm trong bộ phận là human resources đang cố kiếm giá trị thặng dư từ giấc ngủ của các nhân viên của mình, và các vị bác sĩ đang nắm trong tay hàng triệu sinh mạng và có thể sơ sót bất cứ lúc nào chỉ vì thiếu ngủ gây ra. Nói riêng, đến với phần review nội dung chính á, thì quyển sách được chia làm 4 phần. Phần đầu tiên á, là giấc ngủ của vạn vật, sẽ mô tả khái quát và chân thật nhất về giấc ngủ. Phần thứ hai á, là sao chúng ta nên ngủ. Đến với phần review nội dung chính á, thì quyển sách được chia làm 4 phần. Phần đầu tiên á, là giấc ngủ của vạn vật, sẽ mô tả khái quát và chân thật nhất về giấc ngủ. Phần thứ hai á, là sao chúng ta nên ngủ, sẽ nêu lên tầm quan trọng của giấc ngủ. Và phần thứ ba á, là sao chúng ta lại ngủ mơ và ngủ mơ là như thế nào, sẽ nêu lên chức năng, từ đó thể hiện tầm quan trọng của giấc mơ. Và phần cuối cùng là từ những viên thuốc ngủ cho đến biến đổi xã hội. Ở phần 4 này á, thì sẽ nêu lên tác hại của những viên thuốc ngủ mà bạn tưởng là một phương tiện cứu cánh bạn, giúp bạn lấy được giấc ngủ tự nhiên của bản thân. Không đâu. Và giới thiệu cho chúng ta những cái thứ đã cướp đi giấc ngủ ra khỏi chúng ta. Và phần cuối á, là những cái lời khuyên của tác giả kim tiến sĩ về khoa học giấc ngủ gửi đến người đọc.
là ở phần đầu tiên á, thì sẽ giúp chúng ta trả lời được những cái câu hỏi như là sao chúng ta lại ngủ, ta ngủ vì biết là trời tối nên ta phải ngủ hay là sao. Thông qua cái thí nghiệm á, là cho một cái sinh vật tách biệt với chu kỳ ánh sáng và bóng tối để mà nhận thấy được á, là trong mỗi sinh vật đều tồn tại một cái nhịp sinh học hỗ trợ. Rồi và những cái người mang gen truyền chuyển sáng nè, rồi những người mang gen cú đêm nè, hoạt động năng nổ không vào ban đêm. Rồi á, có bao giờ bạn rủ bạn bè bạn ra Phúc Long nè, rồi order một ly cà phê hay một ly trà nào đó, thế là kết quả là nguyên một đêm đó bạn khỏi ngủ không? Đọc sách liền đi mọi người ơi. Đọc sách để hiểu được caffeine nó là cái gì và nó đã cướp đi giấc ngủ tự nhiên của bạn như thế nào. Chỉ có một cách duy nhất để chống lại cơn buồn ngủ thôi, đó là đi ngủ. Và tại sao chúng ta lại phải nhờ đến những cái phương diện nhân tạo để hỗ trợ chúng ta chống lại giấc ngủ? Một cái món quà được mẹ thiên nhiên gửi tặng chứ. Bạn thử nghĩ đi, một thứ gì phải là hiệu quả và quan trọng đến nhường nào thì nó mới được gìn giữ lại suốt hàng triệu năm tiến hóa của con người chứ phải không? Vậy mà còn đòi chống lại, không hiểu luôn á. Và hai kiểu ngủ á, là non-remove eye movement, có nghĩa là không di chuyển mắt, và remove eye movement, đó là di chuyển mắt nhăn trong quá trình ngủ á, là hai kiểu ngủ mà sẽ được giới thiệu từ rất là sớm. Trong những cái chương còn lại trong quyển sách á, là sẽ đi sâu thêm vào hai kiểu ngủ này, từ chức năng nè, nhiệm vụ nè, tầm quan trọng nè. Sở dĩ á, ở trên nó mình có đề cập tới là quyển sách này đặc biệt dành cho những mẹ bầu á, là cũng một cái chương đầu tiên này cũng sẽ nêu bật lên là những đứa trẻ sơ sinh đã phải phụ thuộc vào giấc ngủ nhiều như thế nào. Kiểu ngủ khác nhau của những độ tuổi khác nhau cũng sẽ được khái quát trong sách, đặc biệt á, là chúng đã tác động như thế nào vào những cái độ tuổi thanh thiếu niên và tuổi trưởng thành. Đọc sách để hiểu thêm về người cao tuổi rằng không phải là giấc ngủ không còn quan trọng với họ. Giấc ngủ quan trọng và cần thiết ở hầu hết mọi độ tuổi luôn, nhưng mà ở họ là khả năng sản sinh ra giấc ngủ sâu bị hạn chế. Nhưng mà không có đồng nghĩa với việc là nhu cầu về giấc ngủ của họ bị ít đi. Hãy thông cảm cho những người cao tuổi, vì một ngày nào đó tất cả chúng ta đều già đi mà. Đến với phần 2 là tại sao chúng ta nên ngủ, thì mình hỏi mọi người đó, tại sao? Có lẽ phần 2 và phần 3 là phần khai sáng mình rõ nhất, nhiều nhất. Tại sao chúng ta ngủ nhỉ? Cũng không biết vì sao nữa. Tại vì từ khi sinh ra là chúng ta đều thấy mọi người đi ngủ, nên ta cũng đi ngủ thôi. Nhưng mà khi mà đọc sách á, thì mọi người sẽ hiểu thêm á, là khi mà chúng ta ngủ á, là cơ thể bên trong của chúng ta đã xảy ra những cái chuyện gì. Hai kiểu ngủ á, là non-remove eye movement và remove eye movement. Ở chương 2 á, thì sẽ đi cặn kẽ hơn về chức năng nè, những cái cuộc thí nghiệm được minh chứng nè. Và một điều á, là khi mà nói về những cái chức năng không á, thì ta đâu có biết quý trọng đâu. Chỉ khi mình nói về những thứ ta mất đi á, những cái tác hại á, như là có thể gây ra bệnh ung thư nè, thậm chí là biến đổi gen vĩnh viễn khi mà cố xem nhẹ giấc ngủ á, thì điều đó mới làm ta ráng. Và biết ráng mà đi ngủ sớm hoặc là trân trọng hơn về giấc ngủ của bản thân á, thì điều đó cũng đâu có gì là quá tệ. Mình biết ráng rồi đó mọi người. Ở phần 3 của quyển sách á, là giải mã giấc mơ. Không phải là cái kiểu như là xem bài tarot hay là nghe theo tiếng gọi của vũ trụ rồi nha mọi người. Giải mã giấc mơ này á, thì sẽ cho ta biết á, là khả năng trị liệu của giấc mơ nè. Rồi những cái chức năng khác của việc khi mà đi ngủ và chìm vào giấc mơ nè. Nhưng mà nói tới đây thôi, tại vì mình tiết lộ hết thì đâu còn cái gì gọi là cảm giác hưng phấn khi mà tự mình hành động và tìm được báu vật chứ phải không? Có làm thì mới có ăn. Tin mình đi, món này ngon. Và những người đang lạm dụng thuốc ngủ á, thì mình cực kỳ hy vọng á, là họ sẽ tìm đến quyển sách này và đọc thật kỹ tác hại của những viên thuốc ngủ trong chương thứ tư này. Và ở chương thứ tư á, cũng có những cái lập luận khoa học để mà chứng minh cho những cái điều ngớ ngẩn vẫn được truyền miệng á, là sai. Như là ngủ ít hơn 7 tiếng một ngày là ổn, và ngủ nhiều hơn 9 tiếng một ngày là chết sớm. Cũng có cái chương cuối này á, cho mọi người có một cái ánh mắt rõ hơn, một cái nhìn rõ hơn về cái đất nước công nghiệp này đang cố cướp đi giấc ngủ khỏi mình, khỏi các bạn, khỏi những người thuộc tất cả các ngành nghề khác nhau trên thế giới này luôn. Rằng chúng ta đã sống quá vội vã để mà có thể dừng lại và đi ngủ. Tóm lại á, quyển sách này là một cái bạt tai cho những người trẻ của bọn mình nói chung, và những người không biết trân trọng giấc ngủ của mình nói riêng đó. Và đó là tất cả những cái review của mình về cuốn sách này. Tìm đọc liền đi mọi người ơi, thật sự đó. Và video của mình tới là đủ dài rồi.
Mong rằng các bạn sẽ thích chiếc video này của mình. Và nếu mà thích đó, thì đừng quên hãy share những chiếc video này để mình có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. Và IG của mình là Kantiki. Mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống thường nhật của mình trên trận. Bạn cũng có thể comment trực tiếp phía bên dưới cảm nghĩ của bạn cũng như là chủ đề mà bạn muốn mình thực hiện. Mình sẽ note lại và mình rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và xem hết video của mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.